Khi quyết định đi du học Úc, các bạn trẻ thường hoạch định một kế hoạch con đường học tập của mình ở xứ người. Cụ thể các bạn sẽ quyết định mình học ở khóa học nào, trường gì, sau khi ra trường sẽ làm gì. Đặc biệt sau khi tốt nghiệp, các bạn du học thường rất muốn làm việc ở đất nước du học để tăng thêm phần kinh nghiệm. Và Úc, một trong những đất nước tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên quốc tế có việc làm sau khi tốt nghiệp, đã có rất nhiều chính sách tạo việc làm cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Các sinh viên được ở lại làm việc dưới dạng visa 485. Vậy visa 485 là visa gì và nó sẽ giúp sinh viên như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại visa 485 này các bạn nhé. Chính phủ Úc luôn đưa ra các chính sách nhằm khuyến khích du học sinh quốc tế tới Úc sinh sống, học tập và làm việc. Nằm trong khuôn khổ đó, Temporary Graduate Subclass 485 visa ra đời, tạo cơ hội việc làm cho du học sinh sau khi tốt nghiệp. Cụ thể, visa 485 là một loại visa việc làm cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc. Visa này có thể kéo dài từ 18 tháng đến 4 năm tùy thuộc vào trường hợp của bạn. Đây là một cách tốt nhất để gia hạn thời gian ở lại Úc của bạn để tăng thêm khả năng đáp ứng đủ điều kiện xin visa thường trú dân hoặc visa làm việc có tay nghề cao. Vậy, visa 485 gồm những dạng gì? Thứ nhất là Graduate Work Stream, dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp các ngành nghề thuộc danh sách tay nghề SOL, Skill Accommodation. Visa này được cấp thời hạn là 18 tháng kể từ ngày cấp. Thứ hai là Post Study Work Stream, dành cho sinh viên đã hoàn tất chương trình đại học và thạc sĩ, không phân biệt chuyên ngành. Loại visa này được áp dụng cho sinh viên đã được cấp visa du học kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2011. Thời hạn của visa làm việc này lên đến 4 năm kể từ ngày cấp, tùy thuộc vào đẳng cấp của đương đơn. Vậy, điểm khác nhau giữa visa Graduate Work Stream và visa Post Study Work Stream là gì? Các loại bằng cấp hoàn thành tại Úc được chấp nhận cho loại visa làm tốt nghiệp nhiều hơn. Ví dụ, có thể nộp đơn xin visa làm tốt nghiệp khi bạn đã hoàn thành chứng chỉ thương mại, cao đẳng nâng cao hoặc sau đại học. Lưu ý rằng các ngành học tại Úc liên quan đến công việc được đề cử dành cho visa, việc làm tốt nghiệp và đương đơn phải vượt qua các đánh giá về tay nghề của công việc đó. Đối với dạng visa Post Study Work Stream, chỉ các khóa học với trình độ cử nhân trở lên mới có thể sử dụng với yêu cầu 2 năm học tại Úc. Cao đẳng hoặc thương mại thì không thể dùng cho dạng visa làm nghiên cứu. Đương đơn phải hoàn thành các chứng chỉ nêu sau đây trong vòng 6 tháng qua. Thứ nhất là bằng cử nhân, thứ hai là cử nhân danh dự, thứ ba là thạc sĩ dạng vừa học vừa làm, thứ tư là thạc sĩ mở rộng, thứ năm là thạc sĩ dạng nghiên cứu, thứ sáu là tiến sĩ. Không giống visa làm tốt nghiệp visa Post Study Work Stream, đương đơn không cần được giới thiệu công việc trong bảng danh sách công việc có tay nghề, không có yêu cầu về việc ngành học phải liên quan đến công việc được đề cử. Tuy nhiên, các sinh viên nộp đơn xin visa du học đầu tiên trước ngày 5 tháng 11 năm 2016 không được phép nộp đơn xin visa Post Study Work Stream. Vậy thì điều kiện dành cho dạng visa Graduate Work Stream là gì? Các yêu cầu chính dành cho các dạng việc làm tốt nghiệp là hoàn thành khóa học 2 năm tại Úc, hoàn thành chứng chỉ thương mại, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong vòng 6 tháng qua, được giới thiệu một công việc trong danh sách các công việc có tay nghề và vượt qua được các đánh giá về tay nghề đó. Khóa học tại Úc phải có liên quan đến nghề nghiệp được đề cử, đang giữ visa du học trong vòng 6 tháng qua và phải có một visa có giá trị gắn kết tính đến thời gian nộp đơn. Trình độ tiếng Anh ít nhất phải có IELTS 6.0 hoặc là đang giữ passport của các nước như là Anh, Mỹ, Canada hoặc New Zealand dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn. Và còn điều kiện dành cho visa dạng làm việc nghiên cứu là Post Study Work Stream là gì? Thì các yêu cầu chính dành cho dạng nghiên cứu là nộp đơn xin visa du học đầu tiên vào ngày 5 tháng 11 2011, hoàn thành 2 năm học tại Úc với trình độ cử nhân hoặc cao hơn, hoàn thành bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong vòng 6 tháng qua, đang giữ visa du học trong vòng 6 tháng qua và phải giữ một visa có giá trị gắn kết tính tới thời gian nộp đơn. Trình độ tiếng Anh ít nhất là IELTS 6.0 hoặc đang giữ passport của các nước như Anh, Mỹ, Canada hoặc New Zealand dưới 50 tuổi tại thời điểm nộp đơn. Vậy, visa 485 có thời hạn bao lâu? Visa Graduate Work Stream được cấp cho dạng visa làm việc tốt nghiệp có giá trị 18 tháng kể từ ngày cấp. Visa Post Study Work Stream thì có giá trị từ 2 đến 4 năm kể từ ngày cấp, phụ thuộc vào bằng cấp tốt nghiệp tại Úc. Thời hạn cụ thể như sau: 2 năm hoàn thành bằng cử nhân danh dự, thạc sĩ, 3 năm đối với thạc sĩ nghiên cứu và 4 năm đối với tiến sĩ. Để biết thêm thông tin chi tiết về mức học phí cũng như các kỳ khai giảng, cách thức chuẩn bị hồ sơ du học Úc như thế nào thì các bạn hãy liên lạc với chúng tôi theo hai địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội, chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.